Chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thiết kế tiếp một số những bài tập cho bài học là thiết kế trang form, trang biểu mẫu. Ở đây các bạn thiết kế trang feedback.html của website asianhotel.com theo như yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì để thiết kế trang này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn sử dụng các kỹ thuật thiết kế để mình bố cục nội dung, hình ảnh, văn bản. Các bạn xây dựng trang biểu mẫu, trang form và áp dụng các định dạng CSS cho các đối tượng trong trang form của mình. Và cuối cùng là các bạn kiểm tra các giá trị trong biểu mẫu theo như yêu cầu được nhập vào. Thì phân tích yêu cầu của bài này, các bạn có một số việc làm như sau. Trước tiên, các bạn xây dựng nội dung cho trang feedback. Sau đó, các bạn áp dụng các CSS để định dạng cho các đối tượng. Và cuối cùng là các bạn thiết kế trang biểu mẫu và kiểm tra tính hợp lệ của giá trị được nhập vào trong trang mẫu của mình. Thì các bạn có thể xem trang mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào giao diện này, các bạn thiết kế cái trang nhập liệu của mình ở đây, còn cái giao diện của mình ở đây các bạn cũng đã thiết kế ở những bài học trước rồi, ví dụ bài CSS hay là bài thiết kế nội dung trong web, mình đã thiết kế cái giao diện này rồi. Bây giờ các bạn chỉ thiết kế cái nội dung này và áp các CSS cho các nội dung hay là các đối tượng trong trang web của mình. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, tôi cũng định website cho bài tập của mình. Tôi đặt site name, local root folder và default email folder. Sau đó, tôi dùng lại tập tin ở about.html mà các bạn đã thiết kế ở bài 4.2. Và sau đó, các bạn lưu lại với tên là feedback.html. Đồng thời, mình tạo bảng biểu, tạo ô để mình thiết kế cho cái nội dung của phần nhập liệu của mình. Tiếp theo, các bạn tạo đối tượng form và các bạn tạo bảng biểu để bố cục các đối tượng và tạo các đối tượng trong form. Đồng thời, các bạn tạo tập tin CSS để mình định dạng ô nhập liệu, hiệu chỉnh nút bấm, hiệu chỉnh nội dung. Ví dụ ở đây, tôi nói ô nhập liệu của mình ở đây. Tôi định là màu là C0, đường biên phía dưới là màu đen, màu pixel, đường gạch, đường biên ở ngoài tôi cho là 0 pixel, hệ thống nút tôi cho là email là nút bấm no repeat và màu là AE. Sau đó tôi áp dụng các lớp CSS cho các đối tượng trong form của mình, đồng thời tôi thêm behavior là valid form để tôi kiểm tra cái tính hợp lệ của các giá trị trong biểu mẫu và tôi hoàn chỉnh giao diện. Thì đó là những cái bước hướng dẫn giải cho bài tập này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, tôi định nghĩa một cái website mới cho bài tập của mình. Ở đây, tôi đặt tên ví dụ như là ASEAN Hotel 5, như sẽ là vậy. Đồng thời tôi chọn thư mục ASEAN Hotel này, copy, tôi chỉ vào email, select, ok. Trước tiên tôi mở tập tin ở bao này ra, đó mà. Sau đó tôi lưu lại với tên là feedback. Tiếp theo, tôi bỏ một số những cái nội dung trong cái ô này.
Bây giờ tôi đổi lại cái hình tiêu đề của trang của mình, đúng không ạ? Thì ở đây tôi có là hit feedback, ok. Tôi lưu lại. Đồng thời tôi đặt cái nội dung trang form của mình vào đây. Trước tiên tôi tạo một đối tượng form, đúng mà, tạo đối tượng form. Sau đó tôi tạo một bảng biểu, bảng biểu có một dòng hai cột, khoảng là 300 pixel, ok. Tôi align là center. Bây giờ tôi nhập một số nội dung của bảng biểu của mình, đúng không ạ? Nhìn vào giao diện của mình ở đây, thì nhìn vào giao diện này các bạn thấy mình có là title, đúng không ạ? First name. Tôi bấm Shift Enter, tôi xuống hàng, thì mình có là title. Ở đây tôi align là send right title từ một ô này, ở này tôi tách làm ba ô, đúng mà, ba ô, ok. Thì như vậy tôi có là Mr. Miss và Message. Ok. Tôi đặt đây là feedback. Tôi F5 thì mình được như vậy, đúng không ạ? Tiếp theo tôi nói là first name, đúng không ạ? Last name. First name tôi cho một ô nhập liệu, ok, cỡ là 35. Tôi nói là bắt buộc nhập. Last name tôi nói là 20. Tôi F5 thì mình để như vậy. Tôi cho khoảng cách giữa những ô trong bảng biểu của mình là 5 pixel, ok. Tiếp theo tôi nói là address theo phát, address tôi nói một ô nhập liệu khoảng cỡ 45. Ô nhập liệu tôi cho cái này là khoảng cỡ là 10. Phát. F5. Tôi đưa cái này vào đây một chút. Ok. Email, đúng không ạ? Email tôi cho một ô nhập liệu khoảng là 25. Tiếp theo tôi nói là ray this size.